Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi ngọ. Đây là video clip mình làm về cái tử vi vận hạn của tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018. Tháng Đinh Tỵ tức là tháng 4 âm lịch của chúng ta, và nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 2018. Trải qua một cái tháng 3 cũng khá là êm ả, có nhiều điều tốt lành đối với cái không quá kiên kỵ cho những người tuổi ngọ. Thì tháng 4 này nó sẽ có nhiều cái tín hiệu còn tích cực hơn. Thì đầu tiên hết á, chúng ta phải xét cho những người tuổi ngọ lớn trước. Thì đầu tiên hết thì phải xét cho những người tuổi giáp ngọ, gọi là vân trung chi mã, ngựa mà chạy trên mây đó, không ngựa chạy đường xa đó, mạng là sa trung kim ha, tức là vàng trong cát ha. Nam thì cung khảm hành thủy, nữ thì cung khôn hành thổ. Ở cái video của tháng 3 mình đã nói sơ về cái vận hạn của những cái người mà tuổi ngọ, tuổi giáp ngọ cho cái năm Mậu Tuất 2018 rồi, cho nên mình sẽ không nhắc lại, mình chỉ đi thẳng vào cái tháng Đinh Tỵ, tức là tháng 4 âm lịch, cho nó bớt dài dòng. Có nhiều người xem video nói là mình nói dài quá, thì mình sẽ gom gọn lại thôi, mình xoáy vào cái vấn đề chính, đó là cái tháng Đinh Tỵ. Thì đối với mọi người cũng biết rồi, tháng Đinh Tỵ là một tháng thổ, đúng không? Thì mạng á, thì là mạng các anh các chị là mệnh kim, các anh các chị giáp ngọ là mệnh kim. Như vậy là mạng được tương sinh, thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, bổ mạng rất là ok. Mà khi mà bổ mạng được tương sinh thì các tinh quân tốt ở trong cái sao mệnh của mình nó cũng sẽ sáng ra, nó cũng sẽ tốt hơn ha, để mà vượt qua. Thiên can á, giáp với đinh á, xét về mặt tử vi á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là ngũ hành á, thì do các anh á là chữ giáp là mộc, chữ đinh đó là hỏa, cho nên có thể nói là mộc sinh hỏa, tức là bị sinh xuất, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái dòng gọi là dòng tương sinh. Thiên can thì không phải là cứ sinh xuất là bị vấn đề, nó không có nặng nề như bản mệnh. Thiên can mà nằm trong vòng, dù nó tương sinh mình hay mình tương sinh nó, thì nó cũng tốt cho công việc ha, tại vì phần thiên can nó nặng về phần công việc, cho nên có thể nói tháng 4 Đinh Tỵ đối với cái việc công việc thì ok ha, không có việc gì quá khó khăn đối với các anh chị, và thậm chí là nó sẽ tốt đẹp luôn ha. Địa chi á, thì ngọ và tỵ á, thì tự chủ bình hòa, không hình hại xung khắc nhau, cũng không có tương hợp. Mặt ngọ và tỵ á, là cùng mang nạp âm ngũ hành hỏa hết, cho nên là gọi là ngũ hành của địa chi là cùng hàng hỏa. Như vậy đối với người giáp ngọ sinh năm 1954 thì tháng 4 Đinh Tỵ rõ ràng là một tháng ngon lành. Vì sao? Vì bản mệnh được tương sinh, thổ sinh kim đã là làm giúp cho những cái tinh quân tốt ở bên trong sao mệnh của mình nó sáng lên, nó sẽ tương sinh tương trợ tốt cho cái việc bổ mạng sức khỏe của các anh các chị. Mà ngoài ra nó còn làm cho những cái sao tốt nè, làm cho cái sao gọi là tinh quân tốt ở trong bổ mệnh sáng lên, và sáng lên thì nó sẽ che lấp cái tinh quân xấu, những cái hung tinh bại tinh ở trong trong cái tử vi của năm nay của mình. Cả anh và các anh và các chị là tuổi giáp ngọ thì năm nay đều là cái sao không tốt, là sao thổ tú, nam thì sao thổ tú, nữ sao văn hớn, hai cái sao này đều là rối rắm và ốm đau cả. Vận niên lại là trư phùng hỏa nữa, nhưng mà gặp tới tháng này thì toàn là điều tốt đẹp không, thì hy vọng rằng nó sẽ lấn át cái vận hạn xấu của cả năm, làm cho các anh các chị ok hơn. Rồi nè, đó là những người giáp ngọ. Em xin chúc mừng các anh chị vì có một cái tháng Đinh Tỵ khá tốt đối với mình trong năm Mậu Tuất này. Thứ hai là người Bính Ngọ, tức là những người sinh năm 1966. Thì người Bính Ngọ thì không may mắn như các anh chị giáp ngọ. Bởi vì sao? Tại vì các anh các chị mà Bính Ngọ thì là mệnh thủy, mà tháng này là tháng thổ. Như vậy là bản mệnh bị tháng tương khắc,
đề phòng tai nạn, bổn mạng có thể nguy nan. À, cẩn thận ha. Thiên can á, à chữ bính, chữ đinh á, à là không hình hại, không xung khắc nhau. Tuy nhiên đó là chữ bính, chữ đinh là cùng hành hỏa. À, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành đồng hàng, tốt cho công việc, không có chuyện gì xảy ra ha. Địa chi thì cũng giống như những người giáp ngọ ha, ngọ tỵ không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy đối với những người mà bính ngọ, nam hay nữ mạng, thì tháng tư là tháng tư khắc bổn mệnh, nhưng nó cũng không quá nặng nề. Tại sao các chị là thiên hà thủy, chứ không phải là nước ở dưới đáy, nước ở trên trời, cho nên là gặp tháng thổ mà tương khắc này thì nó cũng không quá làm cho các anh chị bị mà gọi là bệnh nặng nặng nề, mà có thể nói là có đi nữa thì cũng vài viên thuốc là hết. Tuy nhiên là nữ mạng của các chị thì là nắm sao thấy bằng, tức là cái sao mà rất là ao tài tốn của, dễ đau ốm và tai nạn. Và các anh thì may mắn là dính tại sao thấy âm ha, may mắn phúc lộc tốt, cho nên là các chị là người bính ngọ thì năm nay tháng này, tháng đinh tỵ, tháng tư âm lịch này thì các chị cần cẩn thận hơn là các anh ha. Từ các anh thì có sao thấy âm là công ăn việc làm đã tốt rồi, chỉ có bị cái mệnh tương khắc một tí xíu thì cần phải để ý. Các anh là do là dướng vô cái nạn gọi là nạn hình tiền, tức là phòng bệnh nặng, thì có thể nói là gặp cái tháng mà bị tương khắc bản mệnh này thì cũng cần đề phòng chút xíu. Chủ yếu là người bính ngọ không cần phải đề phòng cái việc công ăn việc làm, tại vì có thể nói là đây là một tháng khá tốt về công ăn việc làm, tại vì bính đinh thì không xung không khắc về mặt tử vi và là đồng hàng hỏa về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là có thể là sinh tài lộc. Nhưng mà các anh các chị thì cần phải để ý về bổn mạng, có thể là bệnh hoặc là một chút tai nạn nhưng mà nhẹ thôi, không có đến nỗi nào đâu ha. Cần để ý tí xíu các anh chị bính ngọ ha. Tiếp đến là mậu ngọ, mậu ngọ ngồi đây luôn. Mậu ngọ thì khá là hay, tại vì tháng 3 mậu ngọ thì có thể nói là một tháng đó là may mắn thì chưa, nhưng mà gọi là suôn sẻ. Có một chút thì họ là thiên thượng hỏa mà sinh xuất thổ thì cũng không có gì, thì tháng này cũng vậy thôi. Tháng này thì là tháng thổ mà đinh tỵ là thổ, các mình là mạng hỏa, nhưng mà xét về mạng là hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, người ta gọi là đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có cũng không quá nặng, nó rất là nhẹ nhàng, hoặc là sổ mũi nhức đầu thì cho nó chút xíu thì cũng không có nào. Tuy nhiên là nữ thì nó lại là dướng vào sao thổ tú, gọi là rối ren trở ngại, nhưng mà nam lại là sao thái dương, thì sao thái dương thì nó rất là tốt cho người hành hỏa, nhưng mà sao thổ tú thì không tốt cho người hành hỏa lắm, vì bản thân nó là mệnh thổ mà mình đã hỏa, hỏa sinh xuất thổ rồi là cái sao mà nó ảnh hưởng tới mình. Gặp cái tháng gặp bản mệnh mà sinh xuất thêm nữa thì là các em nữ thì anh cần cẩn thận ha. Tháng này là mưa gió thất thường nữa, nữ chân yếu tay mềm, không có quen gọi là gì, quen cái chuyện mà thay đổi sáng nắng chiều mưa thì có chừng bệnh hoạn ha, để ý một tí xíu. Thiên can á là mậu đinh ha, chữ mậu với chữ đinh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì công việc cũng không có việc gì quá lớn, thậm chí là có thể nói là hành thông. Tại sao? Tại vì mậu á, chữ mậu của mậu ngọ nó là thuộc hành thổ, chữ đinh á, thì nó thuộc hành hỏa ha. Như vậy là ngũ hành của thiên can là tương sinh, hỏa sinh thổ, công việc rất dễ sinh tài lộc. Ngon ha. Nhất là các anh nam gặp sao thái dương rất là dễ sinh tài lộc. Các chị nữ thì có sao thổ tú thì nó cũng không ngon lắm, nhưng mà nếu các anh nam với cái tháng tư này thì rõ ràng là một điều tốt đẹp ha. Nghe mình cũng thấy mình cũng vui vui, tự mình bầu ảo mà không biết tiện đâu ra nữa ha, còn tiếc đâu được. Người ta chưa nói mà chưa qua 4 giờ chưa biết ai giàu hơn ai, đúng không? Hôm nay mình mới mua 3 tờ giấy số, biết đâu qua 4 giờ cái mình hốt sao, mình quay video này xong mình cũng ráng dò giấy số và biết đâu chúng rồi cái mình có khí thế mình làm tiếp. Chọc vui cho mọi người để nó giải trí vậy thôi, chứ thật sự ra mà nói thì với cái thiên can mà được tương sinh như về nạp âm ngũ hành thì tiền tài có, công việc tốt, nhưng nó sẽ không đến tài lộc rất nhiều đâu, nó chỉ là tài nhỏ thôi.
cho nên là mọi người đừng mộng rằng mình trúng số ha, ở trong tháng này, và cũng đừng có đỏ đen ha. Riêng ai thì mình không dám nói cho mọi ngọ mà đỏ đen thì 10 trận thua 8 trận ha, cho nên cẩn thận. Rồi địa chi thì cũng giống như là ở trên tất cả các tuổi ngọ khác, thì ngọ tỵ thì tự chủ bên ngoài không gì cả ha, ngọ và tỵ thì cũng đều hành hỏa hết, cho nên là gọi là gia đạo và tình cảm các bạn có thể nói là ổn thỏa, nhẹ nhàng mà vượt qua ha. Các bạn nữ thì có cái sao thổ tú thì nó rối ren, hy vọng rằng với cái địa chi ngọ tỵ như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có được những cái điều hành thông riêng biệt của mình cho nó ok. Rồi tiếp tiếp là canh ngọ, canh ngọ thất lý chi mã ở trong nhà đó, mệnh lộ bàn thổ, gọi là đất đường đi ha. Nam là cung khảm thành thủy, nữ thì cung cấn thành thổ. Thì tháng tư này xét xem coi là đối với cái người mà của các em canh ngọ nó sẽ như thế nào. Các anh thấy không, thì các em là bàn thổ, tháng đinh tỵ cũng là tháng thổ, cho nên có thể nói là thổ đồng hàng, bản mệnh đồng hành thổ, với như thế thì sức khỏe bổn mạng tốt ha, rất là ok. Mà bản mệnh đồng hàng thì nó cũng sẽ giúp cho những cái tinh quân mà tốt ở trong mệnh của các em nó được sáng lên, và nó sẽ làm cho nhiều điều tương sinh ra từ nó. Rồi thiên can đinh canh thì không ngon lành lắm. Chữ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành đó thì chữ đinh đó là hỏa, nhưng mà chữ canh nó lại là kim. Như vậy là hỏa khắc kim. Về thiên can, về mặt tứ vi thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành đó, là bị tương khắc. Đinh nó khắc kim, của chữ đinh hỏa khắc kim trong cái ngũ hành canh đó. Thì như vậy là nó sẽ làm cho cái công việc của các em nó tiềm ẩn cái khó khăn trong công việc, dễ gây tranh chấp nhưng mà không quá lớn. Tại vì về dù sao nữa là nó chỉ là mặt nạ ngũ hành thôi, nó tiềm ẩn thôi, chứ nó không có phải là xung đột như là ví dụ giống như là hồi giống như là cái tháng 3 là đính nó khắc cạnh ha, có cái kiểu nó như vậy. Rồi địa chi thì cũng giống như phần ở trên, ngọ tỵ thì cùng hành hỏa, tự chủ hình hòa, cho nên có thể nói là địa chi và gia đạo thì về mặt tình cảm thì các em có thể nói là ok, không có vấn đề gì. Như vậy là đối với các em mà tuổi canh ngọ thì các em cần cẩn thận ha, một chút thôi, không có cái phần thiên can này là não ngũ hành nó gây ra khó khăn trong công việc, nhưng mà nó chỉ một chút thôi. Còn về mặt mạng và địa chi thì ok, có thể nói là tốt lành chứ không đến nỗi như tháng 3, hững hơn tháng 3, tươi hơn tháng 3 ha, và hy vọng rằng nó sẽ có tiền tài. Rồi tiếp theo đó là nhâm ngọ 2002, 2002, và những người nhâm ngọ lớn hơn đó là 1942. Thì nhâm ngọ 2002 thì các em đang học ở 11 lên 12, thì tháng này, tháng tới là tháng thi, thấy không? Thì xem coi là cái vận niên, cái thiên can mạng rồi kia nó có giúp cho các em tốt hơn không, hoặc là các bác có tốt hơn không. Thì người mà nhâm ngọ thì mạng là mạng dương liễu mộc, người ta gọi là quân trung chi mã, ngựa chiến đó, ngựa chạy ha. Nhâm mà nhâm ngọ là người nam nhâm nữ quý nữa, nhưng mà nắm nhà nam mà nắm chữ nhâm nữa là quá ngon luôn ha. Những người nam mà tuổi này là rất là ngon lành, nhưng nữ thì hơi cực thân. Rồi thiên can mạng là mộc, thì tháng đinh tỵ là tháng thổ, cho nên nó là mộc khắc thổ, gọi là bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn của mạng có vấn đề, không nên đi xa. Những cái bác lớn tuổi là không nên đi xa ha, các em nhỏ thì là tháng thi, cho nên là học hành rồi kia quá lớn thì coi chừng là sẽ gây ra bệnh hoạn ha, cho nên là cẩn thận. Thiên can nhâm
À đinh. À như vậy là nhâm nó khắc đinh. Đinh nhâm là không có ha, thiên can nhâm là tiềm ẩn khó khăn trong công việc, dễ gây cái tranh chấp không lớn. Ngũ hành của thiên can là nhâm là thủy, à nó khắc với lại đinh là hỏa, cho nên là tiềm ẩn khó khăn trong công việc, dễ gây tranh chấp không lớn. Nhưng mà đây là những cái tuổi mà đã gọi là, một là nhỏ chưa đi làm, hai là lớn đang gọi là nằm dưỡng già, cho nên là cái phần thiên can này nó không có ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là đối với các em mà nhỏ sinh năm 2002 thì nó gặp cái thiên can mà tháng mà chữ tương khắc như thế này thì nó dễ sanh rối rắm, học hành nó không có coi chừng bị chủ đề, cho nên là cẩn thận ha. Rồi địa chi thì cũng vậy, ngọ và tỵ thì bình hòa, không tự tự chủ, không có gì với nhau hết, cũng không có tương hợp. Như vậy là đối với cái người mà nhâm ngọ này á, một là lớn quá, hai là nhỏ quá, mà chủ yếu lớn nhỏ này thì chủ yếu nắm vào về phần là mạng thôi. Ví dụ như các bác lớn tuổi thì tháng này nó nóng quá là mộc nó khắc thổ, đúng không? Thì các bác sẽ dễ cái bản mệnh của mình mà nó khắc tháng thì là cái bộ mạng mình mà không được tốt lành lắm, thì nó sẽ dễ bệnh nạn rồi này kia. Tuy nhiên đó là do là mộc khắc thổ chứ không phải là thổ khắc thủy, cho nên là mình có đi nữa, mình có bệnh nạn đi nữa thì nó cũng tương đối nhẹ nhàng, cũng dễ dàng vượt qua. Đặc biệt là các em mà nhâm ngọ nhỏ đi đứng tháng này cần cẩn thận, dễ xảy ra va quệt lắm, nhất là các em mà sinh vào tháng 5 và tháng 11 âm lịch, những em đó là rất là dễ xảy ra những cái việc mà nó không tốt lành ở trong cái tháng này, cho nên là cần cẩn thận. Như vậy là mình mới chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng đinh tỵ cho tất cả những người tuổi ngọ. Thì có 5 người tuổi ngọ của kim mộc thủy hỏa thổ, thì mỗi người nó sẽ có những cái thông tin và những cái thuận lợi hoặc là khó khăn riêng. Tuy nhiên xét chung thì những người tuổi ngọ đối với tháng đinh tỵ là một tháng tương đối dễ dàng trong công việc, chỉ có một số người thì bị tương khắc bản mệnh thôi, chứ còn một phần thiên can thì đa phần là ok cả. Địa chi thì là một tháng rất là êm ái, có thể nói là được tương sinh đồng hàng hỏa, rồi sẽ đem đến cái sự vui vẻ trong gia đạo và tình cảm. Như vậy là tháng đinh tỵ, tháng tư âm lịch đối với tuổi ngọ là một tháng tốt, có thể nói tóm tắt như vậy khá tốt. Hy vọng rằng là mọi người biết nó tốt như thế nào để mà ứng dụng vào cuộc sống và có một cái tháng tư nhẹ nhàng vượt qua, vì tháng này nó khá nóng ha. Rồi rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem đến giờ phút này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi nhớ xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video clip về tử vi, có thể là của mình hoặc là người thân trong gia đình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.